Em Trâm chào các bác nhá. Hôm nay em Trâm giới thiệu tới tất cả các bác xem một mẫu xe 7 chỗ ngồi, form dáng rất là đẹp. Và chiếc xe này thì đến từ thương hiệu Chevrolet, mang tên là Chevrolet Captiva, sản xuất năm 2007, đăng ký là đầu năm 2008. Số sàn các bác nhá, số sàn máy xăng. Xe được đăng ký là 7 chỗ ngồi, đăng ký tên tư nhân, chính chủ biển Hà Nội. Biển tương đối là đẹp đúng không ạ? Nước sơn màu bạc cũng khá là nhã nhặn đúng không ạ? Và cũng khá là dễ nhìn. Và chiếc xe này thì đây các bác thấy này, có được một bộ lốp rất là dày luôn nhá. Một bộ lốp rất giá trị. Các bác biết là một bộ lốp nếu mà bị mòn và phải đi thay thì sẽ mất tầm khoảng bao nhiêu tiền rồi đúng không ạ? Thì riêng chiếc xe này thì các bác đã tiết kiệm được nguyên một dàn lốp rồi nhá. Đấy các bác xem. Đứng ở vị trí này thì tất cả các bác nhà mình có thể là nhìn thấy một cái form dáng của cái dòng xe Captiva rất là hầm hố và rất là khỏe. Nhìn form dáng của cái dòng này thì các bác nếu mà không biết về xe đấy thì cũng nghĩ là nó sẽ là phải nhiều tiền đúng không ạ? Phải tiền tỷ, nhưng mà thực ra thì đối với chiếc xe này thì thường thường bên em vẫn bán là chỉ nhô 200 triệu thôi nhá. Với tầm tiền 200 xem nào, tầm khoảng 230 triệu. Đây là một chiếc xe còn rất là cứng đẹp. Rồi, mời các bác chú ý đón xem thật kỹ về cái video này bên em. Rồi, video này thì em sẽ làm chi tiết để các bác mình xem về chiếc xe này nhá. Với Captiva thì hiện tại bên em đang có 4 chiếc liền luôn. Đấy, đang có 4 chiếc liền và một chiếc màu đen nữa thì hiện tại em đang để ở cái góc đây. Đây các bác xem này, để trên hè đây này. Đấy, và một chiếc xe số tự động màu bạc nữa nhá, đời 2008, màu bạc giống như là chiếc xe này và đời cao hơn. Đấy, khác là đời cao hơn và khác là hộp số tự động thôi, chứ còn thì tất cả nó là gần như là giống nhau nhá. Và em quay tới các bác mình xem thêm một chút bên trong nội thất. Đấy, đây là nội thất của xe đây nhá. Đấy, nội thất của xe còn tương đối là đẹp đấy ạ. Có màn hình và camera lùi. Đấy, một bộ ghế da còn nguyên zin theo xe. Và cái phần vô lăng, các bác thấy này, chiếc xe này nó khác với lại một số các chiếc xe khác là có vô lăng tích hợp bản tím nhá. Và đố có ghế điện này, có gương cột điện này. Và chiếc xe này thì em thấy là chủ xe trước cũng được thiết kế một cái túi ở vị trí này. Đây cái túi này. Túi được điện thoại đúng không ạ? Đấy, các bác cũng thích có thể là bỏ ra như này nhá. Đấy, và cái chỗ này thì nó chỉ dán thôi. Các bác cũng thích thì có thể bóc ra. Rất là đơn giản đúng không ạ? Xe đăng ký 7 chỗ ngồi. Đấy. Nội thất màu vàng kem, rất là sạch đẹp. Và hàng ghế đằng sau thì hiện tại đang gập xuống tạo thành một cái khoang cốp rất chi là rộng rãi. Và ngay bây giờ thì em mời các bác xem chi tiết về cái hình thức bên ngoài của chiếc xe. Xong sau đó thì em sẽ quay bên trong nội thất và cũng như là quay đến phần gầm máy. Đấy, đây là phần đuôi của xe các bác nhá. Form SUV, nhìn rất là khỏe xe. Và đằng sau đây thì các bác có thể là nhìn thấy này. Đấy, chiếc xe này được trang bị một đôi ống xả luôn. Đấy, rất là mố. Và được trang bị những cái mắt cảm biến đằng sau. Những cái mắt cảm biến đằng sau nhá. Còn vị trí này thì chủ xe trước này người ta cũng bọc thêm một cái phần phần đen này vào. Nếu bác thích thì bọc phần đen này nhá. Nó sẽ lộ ra cái mạ inox nhìn rất là sáng đẹp đúng không ạ? Bác nào cũng thích thì cái đen có thể bóc ra. Đấy, bác nào đang có nhu cầu mua cái dòng xe 7 chỗ ngồi thì đây là một cái dòng để cho các bác lựa chọn mua về gia đình nhà mình sử dụng. Gia đình rất là phù hợp nhá. Đợt này đi du lịch rồi có thể là chở công nhân đúng không ạ? Rất là phù hợp luôn. Một dàn lốp thì còn rất là dày. La răng đúc, bốn bánh luôn. Phanh ABS và rất là nhiều túi khí. Cũng như là chiếc xe này thì cũng được trang bị những cái phần như là phần chống trơn, chống trượt rồi chống bó cứng nhá. Đấy, rất hiện đại và rất là tiện nghi an toàn. Gương cục điện tích hợp sinh nhan gương.
Phần mắt đèn của xe nhá, mắt đèn trước và mắt đèn sau hoàn toàn là mắt đèn xịn theo xe đấy ạ. Đấy, cụm đèn này khi bác đi ban đêm thì rất là sáng luôn. Đấy, phần cabo thì nó hơi bẩn nhá. Đấy, cabo em để ở dưới gốc cây ve sầu nó vệ sinh xuống đây này. Đấy, hơi bẩn một tí. Cái này mình phối thì thôi, rất đơn giản đúng không ạ? Chứ không phải là bị chứ không phải là nước sơn bị làm sao đâu nhá. Đấy, một dàn lốp có thấy này rất giá trị luôn. Các bác biết một dàn lốp này bao nhiêu tiền đúng không ạ? Khá là nhiều tiền đấy ạ. Một quả lốp thôi cũng lên đến mấy triệu đồng luôn rồi. À, 4 quả thì các bác nhân lên. Đúng không ạ? Đấy. Hiện tại thì em đang bắt đầu quay cái phần cụm đầu của chiếc xe Chevrolet Captiva, một chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ, đúng không ạ? Cái dòng này phụ tùng thay thế rất là dễ nhá. Đấy, phụ tùng đồ đoàn thay thế xe rất là dễ luôn và rất là sẵn. Rất là dễ, rất là sẵn. Và thợ thì không kén thợ. Đấy, nhiều dòng sẽ kén thợ sửa chữa nhá. Không phải là thợ nào cũng sửa được, nhưng mà riêng cái dòng này thì chỉ cần thợ có tay nghề thôi thì có thể là sửa chữa được cái dòng này rồi. Đấy, lốp nắp thì rất là dày dặn luôn. Đấy, khoang cua lốp các thứ này rất là đẹp luôn này. Đấy, pom sườn của xe căng đét luôn các bác nhà mình nhá. Pom sườn căng đét luôn. Xe được trang bị bậc bệ lên xuống rồi. Đấy, đèn trên gương này cũng vậy, các bác thấy này rất là sáng luôn. Đăng kiểm của đến tháng 7 năm 2020 nhá. Đấy, có giá lóc này, có bè mưa và có dán kính luôn rồi. Đấy, em sẽ quay từ dưới lên để các bác mình xem về chiếc xe bên em đang bán nhá. Đấy, chiếc xe kia, chiếc xe Captiva kia nó sẽ rẻ hơn một chút nhá. Đấy, chiếc màu đen kia. Đấy, chiếc màu đen nó sẽ rẻ hơn một chút. Đấy, chi tiết cụ thể này quá mình ngắm về chiếc xe bên em đây. Hiện tại thì em đang quay phần bên ngoài. Một lát nữa thôi thì em sẽ quay chi tiết phần bên trong thì các bác nhà mình hãy chú ý xem hết video bên em đang có nhá. Đấy, video em đang đang làm thì các bác nhà mình hãy chú ý xem lốp. Chiếc xe này thì bên em cũng đảm bảo và cam kết tới các bác là xe không bị đâm đụng, không bị va chạm và không hề bị ngập nước nhá. Không đâm đụng, không va chạm và không bị ngập nước. Để các bác yên tâm một điều là như vậy trên chiếc xe này của bên em đang bán. Đấy, Captiva thì bên em rất là nhiều. Các bác em mình cứ đến lựa chọn chiếc nào hợp lý, chiếc nào tốt và hợp lý và hợp với các bác thì các bác lấy về nhá. Đấy, các bác hãy đến địa chỉ 507 Lê Thanh Nghị rẽ vào để được xem xe. Và các bác mời các bác qua tham quan và tìm hiểu những mẫu xe bên em đang có. Bên em thì có rất là nhiều những dòng xe, rất là nhiều chủng loại xe với tầm tiền từ 100 triệu trở lên. Rất là nhiều luôn ạ. Các bác xem video của em thì các bác hãy đừng quên là nhấn vào nút đăng ký kênh để thường xuyên cập nhật, thường xuyên theo dõi những cái mẫu video em đăng lên nhé. Bên em thì ngày nào cũng cho lên rất là nhiều video, rất là nhiều những mẫu xe được cập nhật tại cửa hàng, những mẫu xe mới về, những mẫu xe rất là hot được đăng tải lên trên kênh YouTube. Đây thì các bác nhà mình xem này, những con ốc vít của xe còn rất là sáng đẹp nhá. Đây, các bác xem này, những con vít này là chưa hề vặn vọi đâu và còn rất là sáng đẹp nhá. Đấy. Đấy, những cái keo chỉ là còn nguyên zin và phần táp ly cũng như là phần táp lô và phần ghế nhá được thiết kế hoàn toàn là bằng da xịn đấy, một loại da cao cấp rất là xịn luôn. Đây cũng là da xịn các bác nhá. Đấy, chỗ này cũng đã được dán cái màu này rồi, nhìn rất là hay. Và chỗ này là nó check này. Đấy, còn chỗ này thì lấy em cũng chia sẻ là cái chỗ này đấy, người ta dán cái loại hai thành phần vào, nếu các bác không thích thì bóc, có thể là bóc ra nhá. Đấy, người ta dính cái này vào để chủ yếu người ta dính cái túi đựng điện thoại ở đây này. Đấy, túi đựng điện thoại đây. Đấy, những cái công tắc kính cửa là chưa hề bị mòn hay bạc màu và kính cửa này lên xuống thì rất là nhẹ nhàng nhá. Và những cái phần như là vách cửa này, để các bác xem những con bu lông, những con eco ốc vít của xe nào vẫn còn rất đẹp và chưa hề mở này. Những con những cái khóa cánh cửa đây các bác xem này. Đấy. Còn rất là sáng đẹp nhá. Thông tin xe vẫn còn nguyên. Chiếc xe này được thiết kế ra là bản đủ, có ghế điện. Ở chỗ này vị trí này hơi bẩn một chút này. Và ghế da thì có ghế da đằng trước này thì nó hơi sờn một chút nhá.
có ghế da này hơi sờn một chút, về các bác có thể là mình bọc lại. Đây là ghế da xịn thì theo năm tháng thì người ta ngồi đấy ạ, nó sẽ bị sờn đi một chút. Nhưng mà cái bộ ghế da này rất đơn giản thôi, cái quan trọng là cái chất của xe. Chứ còn cái ghế da thì các bác về bọc lại thì cũng chỉ mất tầm khoảng 1,5 triệu cho tới 2 triệu thì các bác có thể là bọc được một bộ ghế da mới rồi, tùy theo chất lượng đúng không ạ. Và đây là phần vách cửa nhá, có những cái nốt son sơn được đánh dấu vào những con ốc bù lông. Có chế độ gương cụp điện luôn nhá, các bác ấn đây thì gương sẽ cụp vào đây. Và đây là chỉnh mặt gương này, và đây là chỉnh đèn sáng tối táp lô, hệ thống cửa gió, điều hòa. Điều hòa của xe được thiết kế hai vùng, vùng nóng và vùng lạnh nhá. Đấy, vùng nóng và vùng lạnh, còn sử dụng tốt hai chiều luôn. Đấy, vô lăng rất là đẹp luôn này. Đấy, vô lăng rất đẹp nhá, vô lăng này là vô lăng xịn nguyên bản theo xe nhá. Đấy, chưa hề mòn hay bạc màu luôn, và có những cái phím điều khiển còi rất là to và có túi khí nằm ở giữa. Bên kia có một túi khí nữa nhá, bên phụ kia có một túi khí nữa. Em sẽ ngồi vào trong cái bộ phận ghế lái này và quay bác xem phần đồng hồ này. Đấy, còn đây là cái cảm biến lùi, báo cảm biến lùi nhá. Táp lô được thiết kế ra là màu đen. Đấy, táp ly cũng vậy, màu đen và cài thêm một cái màu vàng kem vào nữa, rất là sáng xe. Và hệ thống điều hòa tự động nhá, màn hình. Đấy, màn hình hệ thống điều hòa tự động này. Đấy, điều hòa gió rất là to. Đấy, em tắt đi này. Màn hình rất là nhạy nhá, màn hình cảm biến rất là nhạy luôn. Đấy, em tắt điều hòa đi. Đấy. Cái màn hình trong vắt luôn. Thường thường là rất là nhiều xe Captiva hay bị hỏng cái màn hình này. Đấy, còn đây là mặt đồng hồ xe nhá. Đấy, phần lý trên trần này các bác xem này. Đấy. Phần tấm chắn nắng các bác xem nhá. Đấy, rất chi là đẹp luôn và còn rất chi là mới luôn. Đây các bác xem này. Đấy, trần của xe trần lý nguyên bản và rất đẹp nhá. Đấy, và chỗ này được thiết kế đèn cái dạng đèn led đấy ạ. Rất là tiết kiệm, rất là tiết kiệm điện. Các bác bật thoải mái luôn, cũng không lo bị hết bình nhá. Đấy, và tiếp theo, cái cánh cửa tiếp theo em sẽ giữ hình và gửi tới các bác xem một cái hình ảnh, một cái video tốt nhất, chân thực nhất. Đấy, rất chi là đẹp nhá. Đấy, tắp đi tắp đồ xe nó còn rất là tươi đây, các bác xem nhá. Các bác xem video thì vừa xem thì các bác có thể là vừa ủng hộ em bằng cách là nhấn like hoặc là chia sẻ lên một số kênh để cho nhiều người biết đến hơn, người ta biết đến kênh của bên em và giúp được nhiều người biết đến được những cái dòng xe tốt và giá thành hợp lý của bên em. Em xin chân thành cảm ơn. Đấy, vâng, em hiện tại thì em đang quay chi tiết và giới thiệu về chiếc xe Chevrolet Captiva. Mời các bác hãy chú ý đón xem thật kỹ. Bác nào có nhu cầu mua những chiếc xe 7 chỗ với tầm tiền hơn 200 triệu thì các bác hãy lựa chọn cái dòng xe Captiva này nhá. Một chiếc xe có cái form dáng rất là đẹp, đồ đạc thay thế rất là dễ, rất là rẻ luôn. Đấy, đèn sau sáng nhé các bác nhá. Ở vị trí này thì nó hơi bẩn một chút này, vị trí mặt hàng ghế là sau nó hơi bẩn một chút này. Cái này thì gần vệ sinh thì cái nó sẽ sạch luôn thôi. Đấy, chiếc xe tương đối là cứng đẹp luôn. Ghế sau rất ít người ngồi cho nên là cái hàng ghế đằng sau các bác thấy còn rất là mới luôn đúng không ạ. Và tiếp theo những cái phần cánh và bên trong nội thất của chiếc xe cáp thì em sẽ quay lốt các bác xem lốt và cho sự cảm nhận ở dưới phần bình luận nhé. Và các bác nào mà ưng rồi thì hãy kết nối Zalo cũng như là alo trực tiếp cho bên em theo số điện thoại 0938586307 nhé, để được tư vấn về chiếc xe này cũng như là chiếc xe khác. Đấy. Đấy, các bác xem này, những con ốc này còn rất là đẹp nhá, còn rất là sáng luôn. Cả như là ốc máy cũng vậy. Máy của chiếc xe này thậm chí còn chưa hạ máy nhá. Đấy. Các bác lưu ý là bên em hiện tại đang có 4 chiếc xe Captiva, 3 chiếc số sàn và 1 chiếc số tự động nhá. Đấy, các bác mời các bác hãy đến xem xe để được cảm nhận về những chiếc xe Captiva bên em đang bán nhé. Đấy, những con ốc quá này, rất chi là đẹp.
Đấy cũng vậy nhá. Đấy, tắt dây an toàn rất là sáng đẹp luôn nhá. Hiện tại thì em đang quay vào lúc 6 giờ tối cho nên là thời tiết cũng không bị nắng lắm và soi quay video nó cũng không bị lóa đúng không ạ? Rất là chân thực để bác mình xem. Bác nào có nhu cầu bán này hoặc là đổi xe nhá. Bán xe hoặc đổi xe cho bên em thì bác hãy vui lòng kết nối Zalo cũng là Facebook theo hai số điện thoại 093 8586307 và một số nữa. Số này là số chuyên đổi xe nhá. Đấy. Cũng là số của em thôi nhưng mà số này là số chuyên đổi xe, các bác hãy kết nối theo số 0389 000555. Đấy, các bác nào mà có nhu cầu bán xe này, bán xe hoặc là đổi xe nhá thì các bác hãy kết nối Zalo theo số điện thoại đó cho em để em tư vấn kỹ càng hơn. Chứ còn thì các bác mà kết nối theo cái số 307 đấy ạ thì số đó thì nó hay bị trôi tin nhắn, tại vì rất nhiều người nhắn tin đến nó hay bị trôi cho nên em không kiểm soát được. Đấy, không quan tâm được, không chú ý được, thì cho nên là các bác hãy kết nối cho em theo số điện thoại 000555 nhé. Đấy, em xin chân thành cảm ơn. Ở những cái vị trí tiếp theo mà em muốn giới thiệu với các bác này, những con khóa ốc cánh cửa này. Đấy, và những cái bu lông bắt bản lề cánh cửa rất là chi là đẹp. Đấy, sàn bọc da rồi. Và chiếc xe này được thiết kế một cái, đây các bác xem này, rất là nhiều ổ như là USB rồi cổng điện 12V để sử dụng vào những cái mục đích của các bác. Để táp lô táp ni của xe rất là tươi đẹp nhá. Và vị trí phần táp lô này thì đây các bác thấy này, được thiết kế bằng da, bằng da các bác nhá. Đấy, cửa gió này, cửa gió điều hòa rất là mát nhá. Và những phần gioăng cánh cửa này, đấy, rất chi là mới, rất chi là tươi luôn. Rồi ok, em quay đến phần gầm và phần máy đây, mời các bác đón xem. Đây gầm máy đây nhá. Dưới đây là giữa là được trang bị một cái ống xả. Đúng không? Khi các bác mình đặt cái ghế này xuống thì sẽ cho một cái khoang cốp rất là rộng, có thể là chở hàng, chở đồ, rồi có thể là mình tạo thành một cái giường ngủ ở dưới đây luôn, rất là thuận tiện. Lốt phần gầm bên đây nhá. Quay xong phần gầm bên đây thì em sẽ mở máy ra quay các bác xem phần máy. Về máy của chiếc xe này thì các bác mình cũng không cần phải bàn về chất lượng. Riêng chiếc xe máy, chiếc máy này nhá. Chiếc xe này và cái động cơ này, cái máy này thì các bác nhà mình không cần phải bàn về chất lượng máy nhá. Máy cực chất luôn đấy ạ. Nổ êm ru luôn. Nếu mà đứng bên cạnh các bác nghe rõ thì mình nghe tiếng máy nhá. Máy nổ êm lắm đấy ạ. Và máy của chiếc xe này thì em đã cho đi vệ sinh và dọn dẹp sạch sẽ hết rồi. Đấy, cabo này các bác xem này. Đấy, tem vẫn còn nguyên và lỉ chống nóng của cabo vẫn còn rất là đẹp, rất còn nguyên hết nhá. Em Trâm cũng đã giới thiệu chi tiết về chiếc xe này của bên em đang có rồi thì các bác hãy xem và vui lòng gọi điện trực tiếp cho bên em để được tư vấn nhá. Để được tư vấn kỹ và sâu hơn về chiếc xe Captiva màu bạc hiện tại em đang có. Bây giờ em sẽ di chuyển vào trong bãi và quay các bác xem thêm. Ở bên em có cả chiếc mui trần này, chiếc mui trần Pro của Pháp này. Cũng mới về xong này, chiếc này là chưa có video nhá. Em sẽ có cái video về chiếc xe này sau. Đấy, còn rất là nhiều. Ở cái hàng này đấy thì là có mấy xe đặt cọc, gần như là đặt cọc rồi này. Đấy, mấy chiếc xe đặt cọc hết rồi này. Ở trong bãi thì có cả 100 cái mẫu xe luôn. Đấy. Và cũng có vài chục cái mẫu xe khách đã đặt cọc rồi thì còn một số chiếc xe vẫn còn thì các bác hãy kết nối để được kết nối Zalo để được biết thêm nhá. Đây là phần hình dáng bên ngoài của chiếc xe Captiva màu đen đây nhá. Tên tư nhân chính chủ cũng là biển Hà Nội luôn. Bên em rất hay bán những dòng xe biển Hà Nội. Đấy, chiếc xe này lốp cũng rất là dày luôn này. Đấy, lốp ráp thì cũng rất là dày luôn. Và nội thất cũng là màu kem luôn nhá. Đấy, cũng có màn hình luôn rồi. Đấy, cũng là bàn đủ ghế điện này. Đây là phần nội thất của chiếc xe Captiva màu đen. Thì ngày mai hay đòi tí một lát nữa em sẽ quay các bác xem nhá. Đây, các bác xem này. Có màn hình nữa luôn rồi, đúng không ạ? Ba màn hình luôn.
Vâng, ok, em xin chân thành cảm ơn và hẹn lại bác vào những cái phần tiếp theo lần sau, những cái video lần sau nhé.